Pizza Fam, it's me Maro, mình đã trở lại đây. Thì hôm nay mình được một ngày off, không đi làm. Tại vì mình mới đi khám sức khỏe, người ta chích cái chất gì vào người của mình để hai ngày sau mình mới chạy xong mình hơi mệt, mình nói không có nổi mấy bạn, để hai hoặc ba ngày sau mình quay lại để mà mình test coi mình có bị cái bệnh TB, người ta gọi là TB test, nhiều bạn không biết là cái bệnh gì, bệnh ngoài da được vậy. Sợ mình ăn chơi dữ quá mình bị bệnh. Ok, thì hôm nay mình off, với lại hôm qua lễ gọi là Memorial Day của Mỹ, lễ này cũng khá lớn để kiểu như tưởng niệm những người đã cống hiến cho quân đội Mỹ ấy. Nên là nhiều cửa hàng đóng lắm, mà hôm qua bên mình lại mở nên nó đông cực kỳ, lạnh quá các bạn. Hiện tại là đang gần 7 giờ tối và nhiệt độ bây giờ là khoảng 55 độ F, chắc là khoảng 13 độ C. Lạnh quá, mình chạy bộ nãy giờ vẫn còn run. What the heck, kiểu này mặc đồ vậy chạy bộ. Nhưng mà hôm nay được off ở nhà với bà, dọn dẹp nhà cửa, giờ cũng rảnh rỗi làm mấy việc xong rồi giờ mình chạy bộ. Tại vì bữa giờ mình bụng mình ăn toàn là pizza, cheese, hamburger, oh my goodness. À mà hôm rồi có mấy đứa em người Mỹ của mình nó có qua nhà mình chơi, nhà ông bà mình chơi, năm đứa qua thì mình nói chuyện với nó, thì mình hỏi tại sao là ở Mỹ người ta lại ít dùng Facebook. Thì nó hỏi là ở đây, nó nói là ở đây á, Facebook thì chỉ dành cho những người già xài thôi, ở đây họ toàn là xài Snapchat, Instagram đó, vậy đó. Đó là lý do mình phải tạo một cái Instagram. Mình có một cái Instagram rồi, ý là mình vừa tạo một cái Snapchat, mình kết bạn. Như hôm trước mình có nói là mình có một người, một cô bạn tên là Emasrada. Chính xác hơn là Emasrada, nhưng mà mình chọc cô ấy rồi mình đọc gọi theo cách mà con của cô ấy gọi là Emasrada. Mình với cô ấy vừa add friend trong Snapchat xong, cô ấy khá là hài hước. Và cô ấy bảo là sẽ đến tiệm của mình 2 tuần nữa sẽ đến. Họ vứt cái tivi ra ngoài luôn, không xài nữa, vứt ra đây. Ai muốn lấy thì lấy. Mỹ này sang chảnh lắm mấy bạn. Thôi giờ mình chạy bộ xíu tiếp đi nha mấy bạn. Lạnh quá, đi giờ chị không nói. Các bạn có thấy một con thỏ đang bò đó không? Đó đó, nghe cái đầu ngón tay mình luôn nè, đó. Nó đang nhìn mình nè các bạn. Nó vàng dữ vậy. Không chạy luôn. Really? Cool man. Hey guys, đó hết một con nữa. Nhiều dữ vậy. Mấy bạn thấy không? Ở bên đây được cái là thiên nhiên nó còn được bảo tồn khá là ok. Bang mình là cái bang giống kiểu nông nghiệp á các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy xung quanh đây toàn là ruộng, người ta trồng này là trồng ngô này, có chỗ thì ta trồng đậu nành, mà đây chủ yếu là trồng ngô. Nhiều lắm các bạn, này chạy dài xuống kia. Bang mình rộng, ý là rộng với kiểu người thưa ấy các bạn, chứ không phải là khá rộng đâu, nhưng mà ấy là rộng, toàn trồng nông nghiệp, dân là lại vắng. Ở đây thì nói chung người không đông nên cũng hơi buồn, nhưng từ từ sẽ quen thôi. Hồi nãy lúc mà mình đang vlog á, có một ông người Mỹ đứng trong nhà nhìn ra giống như mình là thú vật ấy các bạn. Mình đi ngoài đường mình quay. Ok, chắc hôm nay mình quay một chút xíu footage vậy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.